Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Bạn dịch mái kia đang nằm ấp trong kia kìa. Rất là chịu thương chịu khó ha, người mẹ của Năm. Chạy. Mấy chồng. Rồi coi mỏ đúng không? Coi mỏ. Đây cái chuồng vịt. Ở trong đây mình có để mấy cái trứng gà nè. Hai cái trứng màu trắng là trứng vịt, còn mấy trứng kia trứng gà. Mưa xuống thì nước nó chảy thấm xuống đất đây nè. Update một căn nhà nó tương đối là an toàn một chút cho hai bạn dịch ha. Có nghĩa là mình sẽ xuống kho mình lục coi ở nhà có gì. Cái này là dán lót sàn cũ cũng có nè. Đây là cái lồng ấp trứng gà. Nếu vậy mình sẽ lấy cái này làm cái chuồng gà đi các bạn. Rồi mình qua kho bên này mình coi coi. Cái vách ngăn của chuồng igu mà cũ á. Có miếng này có khung sắt ngon quá. Coi như là mưa gió ok luôn. Để làm nhà đàng hoàng cho nó. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, bữa giờ đi chơi nhiều rồi, cho nên là hôm nay làm việc tại farm ha. Thì hôm nay mình tính update một căn nhà cho hai thằng đệ. Hai thằng đệ đã có công sinh sản ra. Đây các bạn thấy hai bạn vịt rất là dễ thương. Hai bạn vịt mỏ ngắn. Bạn vịt mái kia đang nằm ấp trong kia kìa. Đây. Rất là chịu thương chịu khó ha. Người mẹ của Năm. Chạy. Lucy đừng làm nó sợ. Dạ mấy chồng. Rồi coi mỏ đúng không? Coi mỏ. Trời coi mỏ chị kìa. Lucy đừng làm nó sợ nha. Đây các bạn. Đây là cái đây cái chuồng vịt. Ở trong đây mình có để mấy cái trứng gà nè. Coi như hai cái trứng màu gì đó. Hai cái trứng màu trắng là trứng vịt, còn mấy trứng kia trứng gà. Tại vì cái này có hai lứa. Một cái lứa Lucy để cho mấy anh làm việc coi. Mày thở không à. Lên clip mà bà con nói toàn nghe tiếng mày thở không à. Coi như là lần trước nó đẻ cũng được như 7 trứng á, thì mình đem gửi đi ấp rồi. Hai trứng này sao sót lại. Đó. Thì mình thả mấy trứng gà vô để lúc mình lấy cái trứng cũ nó ra đó thì mình thả mấy trứng gà vô cho nó quen ổ. Trời bà dịch kia mỏ quá trời quá đất. Coi kìa, coi kìa. Thấy mỏ mát kìa. Thôi đi đi để nó sợ. Cái chuồng này á, cái này thứ nhất á là cái vị trí mà bạn dịch mái đẻ đó là cái đó là do bạn chọn ha. Thì tự bạn đó đẻ dưới gốc cây này, tự đẻ cái trứng dưới gốc cây này. Xong rồi mình thấy vậy thì cái chuồng này thật ra được update hai lần rồi. Lần đầu tiên là mình thấy nó đẻ dưới đây mà nắng quá thì mình mới làm cái bạt này. Cái khung này có cái bạt này cũng tận dụng có sẵn thôi. Mình cột vô. Mình cột vô đỡ để che nắng. Thì sau khi mà giải quyết xong vấn đề nắng á thì nó bị tới vấn đề mưa. Đó, cho nên là lúc đầu cũng không có đẻ vô cái thao bằng đất nung vậy đâu. Nhưng mà sau đó đầu mưa xuống thì nước nó chảy thấm xuống đất đây nè. Đầu nó làm ướt cái rơm. Đó, nó làm ướt cái trứng thì làm cái trứng nó bị thúi. Đó thì suốt sau này mình mới update thêm cái chén này. Đó, nhưng mà cái chén này nó cũng không ổn luôn. Mốt mà mưa lớn là chỗ này nó có khả năng nước nó sắp tới đây nè. Đó, nó sẽ làm hư cái trứng luôn. Thì dịch nó đẻ lâu dài mà. Nó đẻ liên tục nữa. Cho nên là hôm nay mình làm clip này là mình sẽ update một căn nhà nó tương đối là nó an toàn một chút cho hai bạn dịch ha. Ok các bạn. Bữa giờ đi quay clip ngoài hoài là không có được hít đất. Tuy nhiên mình vẫn hít đất ở nhà ha. Chỉ có lên clip là hít đất thôi. Ok. Giờ mình hít đất xong á, mình sẽ đi ra kho. Mình sẽ lục lọi coi là trong kho có cái gì tận dụng được hay không. Xuống tắm đi Lucy. Chuyên gia luôn, thấy người ta hít đất cái sàn sàn cái đít vô. Ôi. Ôi da. Ok các bạn. Bạn biết vui nhất là gì? Thật ra mình khi mà cần làm cái gì đó cái niềm vui này không biết có ai giống mình không. Có nghĩa là mình sẽ xuống kho mình lục coi ở nhà có gì. Những cái đồ mà của những cái công cụ khác hay những cái máy móc khác hay những cái gì đó mà giờ không còn sử dụng nữa cất trong kho thì mình sẽ đem ra để mình coi mình có chế cháo gì để mình xài cho cái mục đích mình đang cần hay không. Thì cái đó cũng là một cái niềm vui các bạn. Vừa gọn kho mà vừa cảm giác giống như là mình tiết kiệm được cái gì đó.
chứ hở chút hở mua thì nó cũng chán, không vui. Đi Lucy. Ai, mệt quá. Thôi nhưng mà mày đừng ra, hình như nãy con lúc kè nó bị đứt dây rồi ra nó thấy mày là nó nhà cho nó cong cắn lộn là mệt lắm. Ở đây đi, ở đây đợi anh đi vô. Vô đi. Vô đi. Đây mình có hai cái kho. À, không, nhà này tới 5 cái kho, hai kho trong nhà và ba cái kho ngoài trời. Thì mình đi vô cái kho ngay chỗ chuồng chó để lục coi có gì mình đem ra mình tận dụng. Nhà đang sửa lại cái nóc ngay hồ bơi. Đi quay bên ngoài cũng vui, gặp gỡ nhiều người mới, tìm hiểu được thêm nhiều cái bộ môn chơi khác nhau. Nhưng mà lâu quá không quay ở nhà cũng nhớ các bạn. Đây, đây là một cái kho bên này và một cái kho bên này. Thì hai cái kho này lâu lâu mà đi ra là vô tình gặp những con, gặp những bé tắc kè hoa rất là to. Ở đây các bạn thấy tôn cũ cũng có nè. Cái này là dán lót sàn cũ cũng có nè. Cái này là cái ghế nằm hồ bơi nè. Cái này là cái máy nạo dừa. Máy nạo dừa. Nạo dừa dừa để làm nấu xôi đó các bạn. Máy này là máy xay tỏi, xay hành gì đây. Trong này là 4-5 cái máy bơm. Đó. Ống nước, nói chung là kho vật tư để xài tùm lum hết. Đây là hai cái chuồng đố bạn nào nhớ. Bạn nào coi kênh Nam Ngô Farm từ lâu sẽ nhớ hai cái này. Này là hai cái mẫu chuồng đấu ha. Mà giờ không xài nữa, đang xếp ở đây. Đây là những cái tấm background. Ồ. Thì hai cái này. Bữa nào rảnh làm cái nhà cho Lucy đi. Tận dụng làm đi. Đây là lò nướng BBQ. Đây là cái lồng ấp trứng gà. Hồi xưa mình chơi gà. Chơi Phoenix nè, chơi Rosy cơm, rồi gà Thái, rồi sau này là Tân Châu. Thì mua cái máy về tự ấp luôn. Cái máy này cũng lâu đời lắm rồi. Cũng chắc gần cả chục năm quá. Hư rồi. Ê, nếu vậy mình sẽ lấy cái này làm cái chuồng gà đi các bạn. Vậy ok, nó kín đáo bốn mặt á. Này. Đây là những cái khay khay bằng nhôm. À, cái chuồng này chất liệu bằng nhôm để ngoài trời chắc cũng ok nè. Không. Giờ cái chuồng thứ nhất á là mình không có nuôi gà nhiều nữa. Ấp đẻ nữa mà cái máy này cũng hư rồi. Bây giờ để không ở trong này thì nó cũng phí phạm. Cho nên là vô mình lấy ra mình làm cái chuồng của cho bạn Dịch. Ở cho nó an toàn. Ấp trứng gà thì nó khác ấp trứng igu ha. Ấp trứng gà nó cần đảo. Các bạn thấy là ấp trứng gia cầm gà Dịch á. Thì khi mà nó vô nó ấp á. Thì con mẹ khi mà nó đi thì nó ấp xong nó dẫn ra ngoài nó uống nước ăn uống đồ ha. Khi nó vô lại nó sẽ dùng chân nó đảo trứng cho cái trứng nó, thay vì nếu mà cái trứng nó nằm một cái chiều như vậy không á thì cái mặt ở dưới nó sẽ bị lạnh, nó tiếp đất nó lạnh, mặt trên nó thì nó tiếp xúc với cái bụng mẹ nó thì nó ấm. Cho nên là con gà con Dịch á là nó đang đảo cái trứng lên, nó đảo mặt dưới lên mặt trên theo chu kỳ. Thì tương tự mấy cái máy ấp trứng này, nếu mà ai mà chưa có rành á thì mình nói sơ nghĩa là cái máy này nó theo cái chu kỳ á, nó sẽ lật xuống lật lên ha. À, nó lật xuống đây một cái, đây một lát cái nó lật lên lại một cái để cho cái trứng nó đảo đều. À, cái ấm cái nhiệt nó xuống đều hơn. Còn ấp trứng igu á thì nó đòi hỏi là chúng ta phải cố định, thậm chí là khi mà đẻ cái trứng igu ra, ví dụ như cái trứng nó vậy đi, trứng nằm vậy ha, nó đẻ ra xuống đất cái trứng nằm mặt vậy, thì anh em sẽ lấy cái viết lông á đánh dấu đây. À, để đến khi mà chúng ta thu hoạch, chúng ta bắt lên á, chúng ta phải giữ đúng cái chiều vậy nè. Chứ chúng ta không thể quay cái chiều vậy. Tại vì
hai cái mạch máu và cái phôi á, nó dính trên cái mặt của cái vỏ trứng á, thì khi chúng ta đảo lắc vòng vòng như này, nhiều khi là cái phôi nó bị xoắn, cái máu nó không có tuần hoàn được. Cho nên là khi chúng ta thu hoạch như thế nào, chúng ta cứ tỉnh tiến đưa lên. Nếu kỹ chúng ta có thể đánh dấu lên cái mặt trứng này nè, để biết cái chiều nào là mặt trên. Quá ok luôn. Đây, hồi nãy mình có nói các bạn, cái này nó sẽ xoay ha. Cái này nó sẽ xoay nè. Nó sẽ xoay, nó sẽ làm cho cái vị trứng nó lắc qua, nó đảo lại, nó làm cho cái trứng nó được đảo đều cái nhiệt. Ở đây có một cái cộng dây đèn nè. Thì trứng gà thì nó cần, chúng ta cần gia thêm cái nhiệt nó, cộng thêm cái nhiệt cho nó. Rồi có quạt tản nhiệt nữa ở đây. Đó. Đây là những cái chi tiết, nhưng mà giờ rất tiếc là cái máy này nó không còn xài được, cho nên là mình sẽ tận dụng. Đây dây điện, công tắc gì tà le hết. Để coi có gỡ ra được không. Mốt rảnh rảnh xây nhà cho Lucy nữa. Này chắc cắt luôn quá trời, tại đâu có xài đâu. Thôi quăng lên trên đi. Kích thước cũng vừa vặn. Đây các bạn, ví dụ nhìn trên đây chúng ta sẽ thấy này vui thôi nha, kinh nghiệm nhìn phân. Như đây phân chuột nè, trong đây sẽ có phân chuột đây, cục nhỏ nhỏ đây ha. Còn phân này theo mình, phân này là của con tắc kè hoa Tokaygecko ha. Bạn thấy nè, phân con bò sát là nó sẽ có cái trắng trắng này, cái này gọi là urat ha, này là dạng chất thải tự nhiên của bò sát. Thì nói chung là với cái môi trường ở đây thì chỉ có con Tokaygecko thôi, tắc kè hoa nó ị thôi. Phân thằng lằn thì nó cũng có cái urat giống vậy, nhưng phân thằng lằn thì nhỏ hơn rất là nhiều. Chỉ có những cái con Tokaygecko kích thước nó khoảng cỡ này nè, 25-30 cm thì nó sẽ ra cục phân giống vậy. Rồi mình qua kho bên này mình coi có gì không. Ừ, tính ra chuồng vịt chơi lăn máy này xuống cũng được nè, nhưng mà nhìn nó không được đẹp lắm. À, kho bên này là ba cái lưới chuồng. Coi có gì. Gỗ ghế cũng được. Đây là những cái vách ngăn của chuồng Igu mà cũ á. Thì nó hư cái dàn khung, thì những cái tấm nào mà còn xài được, mấy tấm poly này mình sẽ để dành lại, để coi có xài gì đó xài. Đây các bạn, baby thì xài lưới này. Rồi trong này mũi kinh luôn. Còn con lớn thì xài những cái lưới đen đây, hình thức giá. Đây là những cái, đây là cái bàn học cũ của mình ngày xưa. Rồi, có miếng này có khung sắt ngon quá. Này sẽ che ở trên. Ok chưa? Đó, giờ nó coi như là mưa gió ok luôn ha. Rồi chốt vậy đi, đóng cửa lại cái đó. Ít ra cũng nhà cửa đàng hoàng chứ. Cặp vịt này là mình được một người em tặng. Thì nghe nói giá đâu đó tầm 7-9 triệu gì đó một cặp đó các bạn, chứ không phải rẻ nha. Tại vịt này vịt kiển, chứ không phải là vịt để mà. Thôi nặng lắm. Được không? Nặng à, em giỡn hoài. Được không? Lát tới nơi gung tay hết mây á. Để anh phụ em bên. Đây, đưa. Đây thì đem đưa bớt đây. Được không?
camera mà em có tâm nhất. Cái này nó bằng nhôm, cho nên nếu mà để ngoài trời á thì nó dính mưa chút xíu rồi hơi ẩm rồi nó cũng đỡ, nó không bị hư. Nhôm với alu không à. Ok, đây để anh đóng cửa. Nhà có cái kho, có những thứ á, có những thứ mà có những lúc là mình không biết xài do việc gì, nhưng mà có những lúc á là tìm ngộ nha, có những lúc mình cần đúng cái món đó luôn các bạn, đúng cái món mà mình từng có và mình từng thấy nó vô dụng mình bỏ đi. Mình bị rất là nhiều lần vậy luôn, cho nên là coi như là thấy cái nào nó còn hữu ích, có khả năng sử dụng trong tương lai là để dành lại. Nhưng mà cũng có những người bị cái bệnh là tiếc, không muốn bỏ cái gì cả, không muốn bỏ cái gì cả. Đây để anh, được rồi để anh đây, được rồi. Tiếc không muốn bỏ gì hết, cho nên là nguyên cái nhà thành nguyên cái nhà kho luôn, cái gì cũng chứa vô hết. Đây để làm nhà đàng hoàng cho nó. Dạ. Mệt quá, mệt quá Lucy, chứng quá phải gỡ này ra. Này là tạm bỡ thôi. Trời, tao đang mệt, đang cần hít thở sâu mà mày đưa cái hơi thở mày ngay lỗ mũi tao, tao hít vô một cái muốn xỉu luôn. Kệ chị Hiền cho ăn kìa, kìa lại ăn cháo kìa. Hiền kêu nó tiếng Hiền. Lucy kìa. Trời, hôm nay có cháo mà không thèm ăn luôn. Ngồi đây chi không, lại ăn cháo đi. Này là cũng những cái đai hồi xưa của trường cũ để vô. À, trước đây nó ẩm nè, hai trứng này trứng vịt nè, ba bốn trứng này trứng gà. Bây giờ mình sẽ, nhưng mà nếu mình lót đúng cái vị trí này á thì nó sẽ vướng cái cây này quá. Để coi có vị trí nào đẹp hơn, chắc để khơi khơi ở đây quá. Khơi khơi ở đây sợ nó nóng. Nếu mà dưới tán cây được thì nó sẽ mát. Hay dưới tán cây dừa ta. Với cái khu đất trên này nó cao, ở dưới kia nó ẩm hơn. Bạn thấy chính vì nó ẩm mà nó lên mấy cái rong rêu á. Đây trưa mà không có gì hết, nó nóng dữ lắm. Để đây dưới cây dừa chắc cũng được á ha, dưới đây nó mát hơn à. Ồ, nhưng mà cây dừa dở dừa nó rớt xuống cái không được đâu, ẩu luôn. Nào để kê vô chỗ cũ rồi sao. Bữa đi quay chỗ bên Hậu các bạn, vui. Hậu chỉ mình chỗ để xe, mình cũng không để ý nhiều. Mình đậu dưới hai cây dừa chĩu quả luôn. Anh em nào coi clip sẽ thấy. Ở đó bữa đó xui xui trái dừa nào nó rụng, rụng luôn cái chắc tốn vài chục triệu xe, rớt lên cái kiến lái một cái ra tốn mấy chục triệu lẫn nhắc luôn. Đây nếu giờ anh để đây thì cũng được, cũng được á. Đồ nhà này gọi là nhà lắp ráp siêu nhanh luôn. Dựng căn nhà siêu nhanh. Đó. Đúng không? Vậy là bốn mặt mưa gió là ok hết rồi. Giờ mở cửa này. Rồi. Vậy. Dọc quá. Dọc ha. Chứ để vậy mưa nó được tạt vô. À này hả? Có lý. Có chỗ che rồi.
Có lý á. Hay quá. Nhưng mà vậy chắc phải kiếm đồ kê lên quá. Chứ để nước mưa. Ây da, bây giờ kiếm gì kê? Rồi, đi kiếm cái đồ kê lên. Kiếm cái chậu này được không ta? Chậu mỏng mỏng này mấy cái là kê lên rồi được. Đi ra kia coi có chậu mỏng không? Kia mình còn có mớ chậu nữa hồi xưa. Hồi xưa chơi bonsai. Cho nên là mấy cái đồ đó nhiều cũng dư dư rồi. Trời lại muốn mưa nữa. Tháng này thì bắt đầu bớt mưa rồi. Nhưng mà cũng phải chuẩn bị, không mưa là nó hư trứng hết ổ lắm. Bữa hư hết mớ rồi các bạn. Bữa nó đẻ lần này lần hai rồi, lần một là hư sạch luôn. Đây. Giờ kê cao lên mỗi bên là 3 cục. Mỗi bên 3 cục. Coi như là thành 12 cục. Giác lần nổi không ta? Ba, năm, sáu, hai, bốn, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Ok. Dạ cũng nặng dữ. Ôi dạ, trời. Tưởng nhẹ mà nặng quá. Chết tôi rồi, phải mảnh lông quá vàng chút rồi. Mảnh lông quá vàng chút đi, mỏi tay quá đi. Sáng đi ăn cháo đi con. Khi mà mình thì cũng thích chế đồ đó các bạn. Khi mà mình đang có hứng chế đồ mà có dụng cụ rồi á thì chế đồ nó vui. Còn nhiều khi mà thiếu đồ, thiếu dụng cụ làm á, phải chờ đi mua rồi, nhiều khi nó mất cái hứng, nó trôi qua cũng làm biến. Mặc dù thích chế đồ mà chế cũng không được đẹp lắm. Ngày xưa, lúc mà nó mới ra mấy cái loại hình mà làm những cái đèn mà bằng cái co, mấy cái ống nước á, bằng sắt á, thì mình cũng mua về chế, cũng có tác phẩm. Thì tất nhiên là không chiên thì nó sẽ không có đẹp giống như là anh em lành nghề rồi. Nhưng mà cũng vui vui làm cái bàn học, đèn học tặng cho con gái. Để hôm nào mình kết nối với cái bạn kia là chuyên chế tạo những cái đồ cơ khí từ những cái vật liệu phụ tùng của xe máy, xe hơi đồ á. Rất là đẹp luôn. Thì bạn đó cũng đã từng xuất hiện trong một cái cuộc offline Iguana rồi. Thì để mình liên hệ với bạn đó thì mình tới xưởng mình quay luôn xem sao. Ok. Cái gạch này là ngày xưa lót trên hồ bơi đó các bạn. Lót trên hồ bơi thì các bạn thấy trên cái nền gạch này nó có khía khía. Thì mục đích lúc đó là lót trên hồ bơi là để đi cho đừng có trơn, bị té. Nhưng mà hồ bơi thì trẻ con nó bơi nhiều, mấy cái khía này nó bén quá, nó làm đau chân tụi nhỏ, cho nên là cuối cùng phải lột ra. Lột ra rồi, rồi thay cái mới vô. Thay cái loại nó không có bị bén hơn. À, mấy cái này nè, chịu trẻ con nó đi nó đau chân quá, người lớn mình da dày không sao, trẻ con nó đi nó là đau chân rồi nó la quá nên nó phải đổi. Cái khoảng này xuống thì để cho nó nhẹ nhẹ dễ làm. Có này tiện ghê á, vô một cái vừa khích luôn.
Lucy thấy anh làm việc vui quá không thèm ăn luôn, đi nhiều chuyện. Mấy cái này mình gác á, mình phải gác cho nó nằm lên mấy cái sóng. Tại trong này nó là lớp tôn mỏng, mình mà kê lọt thỏm vô trong cái nó sập. Sập chỗ này kiếm gì mỏng mỏng lót vô rồi, nãy mới thấy miếng nào mỏng mỏng nè. Này chắc phải đập bể cái này ra coi có miếng nào lẻ lẻ không. Ôi một kia có miếng lẻ. Vậy đi, vịt nó cũng nhẹ mà. Kê cho nó cao, mục đích là nó không có bị ẩm mưa thôi. Kiếm nào vừa dặn cho nó coi. Mình xào quần chỗ này lát bạn coi mệt luôn á. Miếng này hơi thấp, miếng kia hơi cao. Gặp thằng này nó cứ thở nữa. Thôi vậy được rồi, vịt thôi mà chứ đâu phải con gì bự đâu. Ok vững rồi đó. Trời ơi rồi bạch sử liền. Làm nhanh nhanh trả ổ lại cho nó để nó vô, nó tưởng ổ nó có vấn đề gì nó ra. Lucy đi. Này tôm này mỏng. Cũng có cành cây đung đưa trước nhìn nó lãng mạn ha. Rồi cái này thiếu gì không ta, bước lên đây được không ta, không bước được không, cần làm cầu thang không ta, kiếm gì kê kê cho là đứng lên nó dễ. Không lẽ vác gạch nữa mệt quá.
Đỡ đi lấy. Ui, kiếm lửa không à. Ok chưa? Điều quan trọng là nó có chịu vô, nó hấp không? Làm cho đã, nó không chịu vô. Đẹp không? Đâu rồi, dịch đâu rồi? Lùa coi vô lại không? Dịch ơi! Ôi, nhìn thấy kê hơi méo rồi ta. Hơi béo hả? Đứt hơi méo qua bên đó. Không biết gió bật cái bay được này không nè. Lát phải kiếm cụm kẽm cột cái cửa lại. Giờ đi đi lùa mấy con vịt coi. Ây da. Vịt ơi, xây nhà mới kìa. Vịt ơi, ồ, vịt nay đi xa dữ ta. Trời, buồn đời, bỏ đi đâu mất tiêu rồi, không thấy nó luôn á. Vịt ơi, nếu mà làm nhà cho anh Lucy chắc lấy hai khung nó đặt ngay đây được à. Đây 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 đây, hãy lùa về rồi. Về con. Thôi chơi chạy vòng tròn. Xí 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 xí. Em hướng đó đi anh, hướng này để nó chạy thôi. Thôi. Lùi vô góc luôn. Ê, lùi vô chuồng trong này nè. Em đứng bên đó đi. Đi vô cái lồng trong kia đi. Đúng rồi, vô đây. Bỏ dữ ghê không? Cứu đệ, cứu đệ. Lucy đi ra.
nóng cực. Rồi để cho nó chút xíu quen đi. Có lỗ á, có lỗ thở á. Có lỗ thở hai bên. Hơi tông cửa chạy luôn. Thôi kệ đi, để cho quen từ từ đi. Rồi coi như cũng hoàn thành một tác phẩm để cột cái cửa dính vô đây để gió thổi nó bọc lại nó vô ấp không được. Rồi, ok. Xong. Lấy bằng kiến trúc sư được chưa các bạn? Xây dựng được chưa? Nó này bốn mặt đều kính hết, không bị gió mưa tạt. Ở trên này có cái má hiền lấy sáng ở đây nữa nè. Ở đây có cầu thang cho bước lên luôn. Nói chung là chúng tôi đã trang bị tận răng hết cho quý khách luôn rồi. Hy vọng là nó thích nghi với nhà mới ha. Nước ở đây mưa lớn lên cao lắm, cho nên là hy vọng này nó sẽ đỡ có dính đất, nó đỡ lạnh hơn. Nằm gần đất quá lạnh. Xây này này hả? Tỷ 8. Nếu mà quen biết thì tính 8 chục thôi. Còn lạ lạ chặt 1 tỷ 8. Ok các bạn, vui vui chút xíu. Thật ra lúc này cũng trăn trở lắm. Trước mặt mình là một kho đề tài luôn, có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn luôn, nhưng mà nó thời thế nó không thể chia sẻ, cho nên là chúng ta phải thích nghi. Thì cũng đi review bên ngoài nhưng mà cũng nhớ nhà đó các bạn. Thì hôm nào mà không có đi review bên ngoài thì ở nhà làm những cái công việc nó xung quanh đây đó, những công việc nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà mình nâng cấp cái chỗ ở cho các bé nó ngày càng tốt lên, an toàn hơn. Tránh những cái rủi ro. Thật ra có những khi mà mình làm biến á, rồi mình ý thấy thời tiết nè, hoặc là những cái con vật khác, hoặc nói chung là những cái yếu tố bất ngờ nó ập đến, thì nó hư hết những cái công sức của mình, cũng như những cái dự định của mình hết luôn. Cho nên là các bạn nếu mà chăm sóc pet hay làm cái gì đó thì nhớ để tâm tới, quan sát, thấy nó có cái gì nó có thể cải thiện thì mình nên cải thiện, để cho các bé nó có cái không gian sống tốt và an toàn nhất ha. Ok, dẫn chơi chút xíu mà đổ mồ hôi quá. Rồi bye bye mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Bye bye.